thầy đó là Sergio Benavides. Không thể khác được, Benavides đã kéo người quá rõ ràng vào trọng tài Andes. Có góc quan sát quay, có góc quan sát rất thuận lợi với pha bóng đó. Trên màn ảnh vừa rồi vẫn là những nét mặt đăm chiêu và lo lắng của chủ tịch câu lạc bộ Levante và chủ tịch câu lạc bộ Alaves. Một người trong hai sẽ nở nụ cười sau trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ thì kết quả phụ thứ hai, sự cuồng nhiệt vẫn đang đến từ các khán đài. Pepelu đã bị phạm lỗi và điểm đá phạt là ngay sát với vòng người đã chi cản, đó chính là Abkhaz.